Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu quán triệt kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và quy định 37 về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tại hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa qua, Trung ương đã nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới. Do đó, với kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó tăng cường kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên sai phạm là giải pháp căn cơ nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương, cảnh báo răn đe, phòng ngừa sai phạm.